Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về con giáp Thân, người cầm tinh con khỉ. Thân là kiểu người dễ thay đổi, biến hóa khôn lường. Thân là trường sinh của thủy. Nếu mà người sinh năm Thân, tháng có dần Thân tỵ hợi là một người rất là biến hóa, thay đổi. Nếu mà tháng có ngọ mùi là một người ngoan cường, cố chấp, thì ngoài năm sinh còn dựa vào tháng sinh. Thân bao gồm có 68, năm 80, năm 92, năm 2004. Người tuổi Thân nếu sinh vào mùa xuân thường là dư mộc thiếu kim, sinh vào mùa hè thường là dư hỏa thiếu thủy, sinh vào mùa thu là dư kim thiếu mộc, cuối cùng sinh vào mùa đông dư thủy thiếu hỏa. Đây là thuyết cải vận. Người tuổi Thân nếu mà ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ Thìn là có sao hoa cái. Sao hoa cái là người tài hoa, thông minh, sáng dạ, học nhanh, hiểu nhanh, phù hợp làm ngành nghề mỹ thuật và nghệ thuật. Nếu mà ở tháng ngày giờ trong lá số có chữ Dần là người có sao dịch mã. Sao dịch mã chủ về biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở và cũng đại diện cho xuất ngoại. Còn lại trong lá số có chữ Dậu là có sao hàm trì. Sao hàm trì chủ về đào hoa, nhân duyên, tình dục. Sao hàm trì là người khéo ăn nói, dễ được nhiều người chú ý, phù hợp ngành nghề giao tiếp và dịch vụ. Người tuổi Thân lưu ý khi chọn mua nhà hoặc là thuê nhà thì tránh cửa nhà ở hướng hợi, hợi nằm một góc trong Tây Bắc. Nếu tuổi Thân nhà ở hướng hợi sẽ phạm vong thần. Vong thần chủ về thị phi và điều tiếng, gây ảnh hưởng đến tinh thần, rất là khó để ở. Tính cách người tuổi Thân, Thân là một trong tứ trường sinh đại diện cho thủy khố. Nhanh nhẹn, thích nghi là ưu điểm nổi bật của năm Thân. Tuổi Thân giỏi giao tiếp và ứng xử, giỏi thuyết phục người khác nên họ rất là thích kết bạn, kết duyên với nhiều người mới. Tuổi Thân có tài trí cao, sáng suốt lại có chí tiến thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt, thích nghi rất là nhiều hoàn cảnh. Đặc biệt tuổi này rất là thích cạnh tranh, có tính hướng ngoại rất là cao. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, chứ không phải là những địa điểm vắng vẻ, buồn chán. Tuổi Thân khi họ buồn hay là vui, lo lắng, họ đều thể hiện qua cử chỉ lẫn lời nói. Khi làm việc tập thể, họ sẽ không để mình thua thiệt bất kỳ ai. Nếu có ai vượt hơn họ, họ sẽ cố gắng vượt qua người này. Họ luôn mang đến những niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong đám đông, họ luôn thu hút mọi người bằng những câu chuyện hài hước của mình. Mọi người yêu quý họ bởi sự cởi mở, thân thiện và hài hước. Những người này có sức cạnh tranh rất là mãnh liệt, nhưng đôi khi họ hơi ghen tị với những người đạt thành công hơn mình. Tuy nhiên, họ rất là giỏi che giấu cảm xúc bên trong mình. Một số nam giới tuổi Thân xây dựng được sự nghiệp cho mình rất là sớm. Thường tuổi Thân có vận rất là khá. Ở họ luôn hợp tác làm ăn với rất là nhiều người, thu lại lợi lộc rất là cao. Nhờ vào tài giao tiếp, họ có rất là nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè người thân yêu quý. Bởi vậy, khi gặp khó khăn, họ rất là dễ được nhiều người giúp đỡ. Tiền tài của người tuổi Thân không thiếu. Đôi khi họ có những món tài lộc rất là bất ngờ. Họ có tài tổ chức nhóm, tổ chức đoàn thể. Có người thăng tiến trở thành chính khách, nguyên thủ và vĩ nhân.
Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại dựa dẫm vào người khác, họ luôn tự lực với chính bản thân mình. Tuổi Thân có thể thành công nhiều lĩnh vực vì ngay khi còn trẻ, họ rất là ham học hỏi, tiếp thu những ý kiến có lợi cho riêng mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là làm việc nhóm. Đối với kinh doanh, khi đầu tư, họ phải có quyết tâm lớn và lòng kiên nhẫn sẽ mang lại thành công. Tuổi Thân khá là khôn ngoan trong một số trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, những điều gây bất lợi cho bản thân và nhóm của mình. Đôi khi nhiều người nói tuổi Thân khá là thực dụng, nhưng họ công nhận điều này. Tình duyên tuổi Thân, phần lớn người tuổi Thân tự tìm tình yêu cho mình và họ khá thuận lợi trong cuộc sống gia đình. Một số ít trong số họ thường thay đổi tình yêu và bạn đời. Phụ nữ tuổi Thân không chỉ là một người phụ nữ đảm đang mà còn là một cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình. Thiếu nữ cầm tinh con khỉ, họ luôn có vẻ ngoài hấp dẫn, tươi tắn và rạng rỡ. Khi họ đi đến nơi nào, họ đều phấn chấn và rạng rỡ. Nam giới kích thích trước sự tươi tắn, năng động và trẻ trung của họ. Họ thích sống lãng mạn, đa tình và dễ mắc vào con đường tình ái, nhất là những phụ nữ làm ngành nghề nghệ thuật. Thường xảy ra những cuộc tình nhanh chóng, chóng vánh đến và chóng vánh chia tay. Cô nàng tuổi Thân không chỉ xinh đẹp, nhanh nhẹn mà còn thông minh. Họ luôn biết cách làm nổi bật giữa đám đông. Mọi người luôn phải trầm trồ trước phong cách của cô nàng này. Nam giới tuổi Thân thường hay có nhiều bạn gái, nhưng anh ta không thích đặt trọn vẹn tình cảm của mình cho một cô nàng nào cả. Anh ta luôn mong muốn một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn, thật lý tưởng. Và đương nhiên thường vụt mất cơ hội. Tuổi Thân dù trong trường hợp nào, họ vẫn giữ được thái độ hài hòa trong công việc với những người xung quanh. Tuổi Thân kết duyên với Tý Thìn được xem là một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Kết duyên với Mão được xem là một cuộc hôn nhân vừa ý và giàu sang. Kết duyên với Ngọ Tuất Hợi cũng được xem là một cuộc hôn nhân đẹp. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh. Nếu chỉ xét theo mệnh năm còn rất là nhiều hạn chế. Ví dụ tuổi Thân sinh vào mùa xuân và mùa hè thường là dư mộc hỏa cần kim thủy. Sinh vào mùa thu và mùa đông thì dư kim thủy cần mộc hỏa. Đây là thuyết cải vận. Các bạn có thể tham khảo trên website phongthuykhaitoan.com hoặc các video của tôi. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn trên YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem.